Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về một cái diều, thiết kế một cái diều bằng áo của diều là bằng áo của một cái áo cũ các bạn nhé. Đấy, cái áo này là cái áo bộ cũ đã bỏ đi rồi. Đấy, và hôm nay thì mình sẽ làm một cái diều bằng cái áo của cái áo cũ các bạn nhé. Cái áo cũ này, đấy, cái áo mà để làm cái diều á, thì làm áo diều á là những cái áo mà không thấm nước các bạn nhé. Đấy, cái vải này là cái vải mà không thấm gió, không đi qua được các bạn nhé, mà mỏng các bạn này, mỏng tanh tành tành luôn này. Đấy, và mình tận dụng cái vải của cái áo cũ này và mình sẽ làm một cái áo, chuyển thành cái áo của một cái áo diều, một cái diều như thế này các bạn nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi tháo cái này ra để mình lấy cái vải này các bạn nhé. Đây các bạn nhé, mình lọc ở từ trong cái ống tay của cái áo ra đó, thì bên đây là một ống tay bên đây này. Đấy, bên đây là ống tay của bên phải này. Đấy, và đây là cái thân sau của cái lưng của cái áo các bạn nhé. Đấy, và mình đang để ở đây để mình cắt cái đây để trở thành là hai bên, đây là bên cánh trái của diều, bên đây bên cánh phải của diều. Cái chữ này mình để vào giữa cho nó đẹp các bạn nhé. Đấy, ok, cái công tác cắt vải cũng đã xong các bạn nhé. Đấy, quan trọng là mình lấy được cái chữ này. Đấy, và hai cái này là hai cái đối xứng các bạn này. Nhưng mà mình cắt cái đoạn này là anh không được điều cánh cho lắm các bạn nhé, nhưng mà mình thích như thế này, bởi vì ở đây là mình sẽ làm vai các bạn nhé, mà ở đây là mình làm bụng dưới này. Ok, và bây giờ chỉ còn mai nữa là xong các bạn nhé. Con diều của chúng ta đã lên phong đuôi và cánh đã ok rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta đi mai các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, sau khi ta ghép lại với nhau bằng keo rồi thì ta sẽ kẻ một cái đường bút bi các bạn này. Đường bút bi kẻ thẳng ra bên đây và ta dùng cái kim khâu đây các bạn này, kim chỉ đấy các bạn. Đấy, chỉ này là ta khâu theo các bạn nhé, khâu theo cái đường ta vẽ đây các bạn này. Đấy, tại vì là những cái như thế này mà các bạn bảo mang ra cái chỗ mà họ may mấy khâu họ may á, là họ không biết đường may đâu các bạn nhé. Đấy, họ may áo được nhưng mà cái này họ không thể may được đâu, bởi vì là độ nhăn nhúm rồi độ cua độ cong này là máy may rồi, họ không thể may được. Khâu bằng kim như thế này là vừa không mất tiền mà lại may với may được các bạn nhé. Chứ may tiệm may là phải mất tiền để trả tiền công ấy. May như này là không mất tiền công, mới mất tí tiền chỉ kim thôi. Đấy các bạn nhé, nếu cứ từ từ mai thì các cái đường kim nó đi theo cái đường mà mình vẽ đấy thì nó cũng khá là thẳng mà khá là đẹp các bạn nhé. Đấy, mình đến xa này là không thể biết được đâu các bạn nhé, vẫn đẹp luôn. Em thích cái diều vừa mai lắm á. Em thích là bố em mai cái áo gì? Mai áo diều á? Vâng. Kim áo. Anh chỉ thích cái diều sao thôi nha. Đấy, mình khâu được một đường bên đây rồi các bạn nhé, và đường bên đây gần hoàn thành rồi các bạn nhé. Đấy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đấy, chúng ta cứ từ từ là khâu là xong hết các bạn nhé, cứ từ từ khâu là xong hết. Đấy, kéo theo đường này và cứ từ từ khâu các bạn nhé. Tuổi
tuổi như các bạn là cứ phải từ từ, không được nóng vội và cứ từ từ, phải lòng phải vững bền là chúng ta sẽ khâu được hoàn toàn. Bảo Khánh đang khâu cái công đoạn tiếp theo các bạn nhé. Các bạn này, khai khâu đợt hai các bạn. Khâu đợt hai như này nó chắc hơn các bạn nhé, nó đẹp hơn. Nên lượt một khâu lượt một nó xấu. Đừng kim mũi chỉ cũng tạm tạm đấy. Đây là mai lượt một các bạn nhé, đây lượt hai. Hai lượt thì nó chắc hơn các bạn nhé. Không có việc gì khó các bạn ạ, chỉ sợ lòng không bền thôi. Chúng ta chịu khó một chút là chúng ta có thể làm được những cái con diều mà tự tay chúng ta làm. Đấy, tận dụng những cái áo cũ và không mất tiền. Từ từ. Đấy, vẫn xương cá đẹp, chỉ sợ lòng không bền. Chúng ta chịu khó một chút là chúng ta có thể mai được những chiếc diều mà bằng vải này chúng ta chơi, thứ nhất là bền, thứ hai nữa là cho các bạn học được những cái sự cần cù, chịu khó để làm ra những cái diều mà tự tay chúng ta làm bằng vải, chơi bền bỉ. Hai nữa là với giá không đồng. Sắp tới anh chuyển sang Rolls-Royce anh làm nhé, công ty chuyên khâu các loại da bò, da bếp đấy. Đường kim mũi chỉ nét căng như con rắn. Đấy, các bạn thấy cái đầu diều bên kia đẹp không? Mài thủ công, mài tay thôi. Như này là quá đẹp. Ha. Quá chi là đẹp. Đúng không? Đấy, lấy nét rồi con nét đẹp căng. Như vậy là mai đã xong các bạn nhé. Đầu đã xong, các thứ đã xong hết rồi. Và vọng cũng đã vút xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nan các bạn nhé. Ok.